mở không được, mở cửa không được. Dạ. Có đích cho nó. Chỗ cửa hàng bọc kỹ quá anh ha. Rồi chúng thôi chạy hết rồi sao? Dạ. Mở bọc ra che đẹp lắm. Dạ. Đọc. Hiện tại là xe đã xuống đủ 60 chiếc xe đó cô chú. Thì bây giờ thì ở phía trong thì sẽ có một cái anh kỹ thuật để mà dặn cái bội xe cũng như là cái cổ xe lại cho chắc chắn. Xe đạp thì hôm qua mấy chị em có nhờ anh tài xế chở vô quỹ ban xã rồi cô chú ơi. Thì hôm nay có mấy anh trong nhóm đi theo đừng xé mấy cái bọc ra tiếp. Đặng một hồi mình gửi tặng cho các em luôn. Dạ thì hôm qua xe chở vô là 30 chiếc. Thì mỗi chiếc xe thì có giá là 1.280.000. Xe thì rất là chắc chắn luôn. Tường nó to rồi bánh nó cũng to nữa. Thì chị Loan này thì đặt ở trên Sài Gòn phải không chị Loan? Dạ. Giờ mấy chị em đang phụ đang mở mấy cái bọc ra. Đang một hồi phát cho các em học sinh luôn. Dán cứng quá hả chị? Dán chắc lắm. Cái con ốc mà còn em thấy cũng còn cũng có dán nữa nè. Kỹ hơn là không ra luôn. Tránh chạy á. Chị thấy cắt giùm em cái này cái chị thấy.
đó hả? Chị Loan này là đi tựa lựa từng chiếc xe đạp lựa cho các bé nữa. Tại vì thấy cái sườn á, em thấy nó chắc ghê luôn đó chị. Ôi, con ốc. Xong chiếc nào rồi dẫn vô. Dạ. Xíu gà xíu rồi. Xe đạp mà có cái đồ gác chân này cũng im nữa nè. Mà em thấy mình để luôn cũng được á. Dán quá tuyệt vời. Kỹ ghê ha. Nhưng mà em thấy chỗ xe này kỹ nè. Ta chở xuống ta bao này kia hết trơn luôn á. Em tên gì, học lớp mấy, nói cho chị Cẩm biết nha. Lớp 6A1. À, Dương Quốc Bảo học lớp 6A1. À, nhà của Bảo là từ nhà đến trường là khoảng bao xa? Xa không? Em chạy thường là khoảng bao nhiêu phút mới tới? À, 20 mấy phút, hồi vậy là cũng rất là xa luôn rồi. Mày Bảo là đi học là đã có xe đạp chưa? Chưa. Mày thường là đi học rồi em di chuyển làm sao? Ba đưa đến trường hả? Đó giờ là từ hồi lớp 1 tới giờ là toàn là ba đưa rước không hả? Lớp 1 mà chỉ xe đạp. À, lớp 1 có xe đạp nhỏ ha. Bây giờ thì nhờ ba đưa rước giờ cũng rất là khó khăn luôn. Ở nhà là em ở với ai? Em ở với ba với bà nội. À, ba với bà nội. Ba làm công việc gì hả Bảo? Làm mướn. À, đi làm mướn. Còn ba thì sao? Bà thì chăm em. À, bà thì chăm em. Giờ em được mấy anh em? Hai anh em. À, em của em là học lớp mấy rồi? Cháu em chưa. À, chưa có đi học. Thì cho chị hỏi chút xíu là hiện tại là chỉ sống với ba với bà thôi, còn mẹ của Bảo đâu? Ừ. Mẹ Bảo mất lâu chưa? Đã lâu. Ừ. Từ hồi nào Bảo có nhớ không, mấy năm rồi? 2 năm trước. À, bị bệnh hay sao Bảo? Bị bệnh cúm. Bị Covid rồi mất ha. Bây giờ là chỉ có ba với lại bà thôi. Hằng ngày thì bà với lại ba có đủ kinh phí để lo cho em đi học không? Dạ, cũng đủ. Mỗi lần mà Bảo đi học đó, Bảo nhìn thấy bạn chạy xe đạp đến trường rất là nhiều luôn. Thì Bảo có mong muốn là sẽ tự chạy xe, có một chiếc xe đạp mới rồi tự chạy đến trường nè, không có cần phải nhờ ba đưa rước không? Rất là mong muốn luôn đúng không? Hôm nay Bảo ngồi ở đây thì chút xíu nữa thì sẽ được cô Kim Loan nè tặng cho một cái chiếc xe đạp mới rất là êm, rất là đẹp luôn. Để mà chuẩn bị là có một cái phương tiện di chuyển đến trường. Thì không biết là cảm xúc của Bảo là Bảo có hồi hộp không và Bảo có muốn gửi vài lời đến cô Kim Loan không? Con cảm ơn. Thì nếu mà có xe mới thì Bảo phải cố gắng học tập thật là tốt nha, để không có phụ lòng mọi người đã trao cho em nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, phía bên đây cũng có một bạn nữ đang chuẩn bị ghi tên. Tên là Võ Thị Nhớ. Rồi.
Đây, bên đây có đủ chưa? Ghi rồi hả chị? Đây, em chuyển qua cho chị nha. Chào nhớ. Hết hồn hả? Nhớ học lớp mấy rồi nè, nói cho chị biết nha. 5B. À, học lớp 5B, vậy là còn học tiểu học. Thì nhà của nhớ là có mấy thành viên? Em đang ở với ai? Em đang ở với ai? Ba, mẹ, rồi ai nữa? Anh hai. Anh hai của nhớ còn đi học không? Học lớp mấy rồi? À, học lớp 7 rồi, còn nhớ thì học lớp 5. Thì ở nhà là ba của nhớ làm nghề gì? À, nuôi ông nội. Ông nội đang bị bệnh thôi nhớ. Ông nội bị gì em có biết không? Chỉ biết là bị bệnh thôi đúng không? Không có gì phải vung hết. Cứ nói chuyện với chị bình thường nha. Rồi còn mẹ, mẹ em làm nghề gì? À, bán vé số. Là đi bán từ sáng tới chiều luôn hả gì nhớ? Rồi bữa nay đến đây nhận quà là ai đưa nhớ đến đây? Ba đưa hả? Ai đưa? Ba. À, ba ở phía đằng sau đưa đến để chuẩn bị nhận quà đúng không? Nhớ thường ngày học có giỏi không nè? Có giỏi hả? Ôi cũng rất là tốt luôn. Rồi đó giờ đi học là có xe đạp chưa ta? Có rồi hả? Nhưng mà xe còn mới thì còn chạy được không? Hay là xe đó cũ rồi? Xe cũ rồi không có chạy được. Vì mỗi lần đi học là từ trường đến về nhà, rồi từ nhà đến trường là chạy khoảng bao lâu mới tới? Có cam được mấy phút không? Không hả? Nhưng mà xa không? Xa hay gần? Em thấy xa hay gần? Giờ nhà cũng rất là xa luôn. Hồi nãy chị có nghe cô giáo tâm sự là buổi chiều là nhớ mỗi khi đi học về là còn phải đi bán vé số phụ giúp cho ba mẹ đúng không? Vậy là rất là giỏi luôn rồi. Nhìn coi. Nhớ ơi, hôm nay thì em đến đây nè, em chuẩn bị nhận một chiếc xe đạp từ cô Kim Long, thì em thấy sao, em có vui không? Rồi, em gửi lời cảm ơn đến cô và mấy cô mấy chú nha. Nói cảm ơn đi. Dạ, cảm ơn chú. Giỏi lắm. Nhát quá. Ngày hôm nay nhóm cùng với em Quỳnh Như và các anh chị trong nhóm đang có mặt tại xã Tân Phú, đồng hành cùng Mạnh Thường Quân, đó là chị Kim Long, là nhà tài trợ chính. Đến với xã Tân Phú thì chị Kim Long hôm nay có gửi tặng 30 chiếc xe đạp cho 30 em học sinh nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Thì về phía ủy ban thì hôm nay có chị Thu là bí thư xã, anh Vịnh là phó bí thư xã, anh Mẫn là chủ tịch ủy ban nhân xã, có chị Nguyệt là chủ tịch mặt trận xã. Còn về phía nhà trường thì có thầy Lâm Quốc Khánh là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Phú, thầy Bùi Phước Hòa là phó hiệu trưởng trường A Tân Phú. Dạ, thì hôm nay chị Kim Long gửi tặng 30 chiếc xe đạp, thì mỗi chiếc thì có giá là 1.280.000. 30 chiếc thì tổng cộng có giá là 38.400.000. Hôm nay em cũng rất là vui mừng khi có mặt tại ủy ban xã, đang đồng hành cùng chị Kim Long gửi tặng xe đạp cho các em học sinh. Thì em cũng xin phép nhường chương trình lại cho phía chị My bên chủ tịch bên ủy ban mặt trận tổ quốc xã làm chương trình tiếp theo ạ. Nguyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Nguyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Có tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh để có hoàn cảnh khó khăn, để có phương tiện đi học, để có phương tiện đi tới trường đi học. Mong các em học thành tài, nghe lời cha mẹ, cô thầy. Dạ, chúc các em học giỏi. Chúc các em học giỏi nha. Dạ. Quá hay. Hay học được. Hôm nay tôi xin trân trọng kính mời chị Kim Long đến phía trên để nhận thư cảm ơn của
cho đây là chứ. Không, mình đâu lên đây. Đến luôn quên cho ta chụp hình. Em xây mà thử cũng mẫn chạm. Chạy tới rồi, cảm ơn cô Kim Long đi. Và là cảm ơn cô Kim Long. Rồi, rồi mấy con giảng xe ra đi. Đây, để cô ấy tới. Đây, ấy chân chỏ lên con. Rồi, qua nha. Từ từ rồi tới đây nè, dẫn cái tít xe qua nè, dẫn cái tít xe qua, đá chân chở lên, từ từ để cho bạn ra cái chắc dễ sợ. Bên trên.
Mình về, mình về không? Về không? Vâng, vâng. Vâng ơi. Về các bạn ghế dễ. Em dẫn luôn không? Khỏi vừa không? Màu xanh nữa không? Màu xanh ha. Còn một chiếc. Còn một chiếc cho bé nhỏ kìa. Bé chiếc. Còn một chiếc nữa. Còn một chiếc nữa, chỗ là chị Lon. Chỗ chị Lon. À, cho bé này vô đây đi. Bé này qua bên đó kìa. Bé nhỏ qua bên chỗ cái chị Lon đó con. Dạ. Xin cảm ơn.
Nguyệt, đi không đi. Chị Nguyệt. Dạ thì hôm nay em cũng rất là vui khi mà được đồng hành cùng với chị Kim Loan trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các bé học sinh ở xã Tân Phú. Thì cũng cảm ơn chị Nguyệt rất nhiều đã hỗ trợ mấy chị em trong công tác thiện nguyện nha. Dạ thì cũng không quên chúc cho chị Kim Loan nè lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ. Công việc thì được thuận lợi và thành công nha. Cảm ơn em Như đã đồng hành cùng mấy chị em trong công tác thiện nguyện. Dạ thì ở đây cho mấy chị em con xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào. Dạ. Rồi. Quay đầu. Rồi xong chạy đi, chạy đi. Lên chạy đi.